Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp có tìm cầu, con đã nghe Thái Chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 656, Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 8, phẩm 12. Không còn giấy thức vướng chấp. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Tịnh Quán liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải đến trước Đức Phật quỳ mọt, đầu gối bên phải chạm sát đất, chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, nếu có các hàng thiện nam thiện nữ tọa trì đọc tụng kinh điển này thì con xin được vui mừng thay cho họ. Vì sao? Vì chư Như Lai quá khứ đều không hề chấp vào nẻo tu tập để đạt được đạo quả vô thượng chánh giác. Các vị Như Lai, vị Lai cũng sẽ tu tập pháp ấy để thành tựu đạo quả. Như Đức Như Lai vô thượng chánh giác hiện nay của chúng con đã nêu giảng pháp ấy, khéo dùng phương tiện để giáo hóa, dẫn dắt chúng sinh. Bồ Tát Tịnh Quán lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu có các vị Đại Bồ Tát nêu giảng truyền bá pháp này đến khắp mọi người trong đời hiện tại thì sẽ có được 20 hành công đức. Những gì là 20 công đức ấy? Các pháp tổng trì An Lạc, nên không hủy hoại pháp giới, tộc họ An Lạc, nên mọi việc gia đình đều thành tựu, phương tiện quyền sở An Lạc không làm hao tổn các pháp. Hóa sinh An Lạc nên không còn chịu cảnh thọ thai, giáo hóa thanh tịnh An Lạc, tránh các pháp tranh chấp hơn thua, pháp thân An Lạc thông tỏ được bản tánh trong lành, thọ nhập An Lạc nên luôn thành tựu được các hành không, chúng sinh An Lạc nên hóa độ được hết thảy muôn loài, diệt độ An Lạc vì đã dứt sạch mọi thứ trần cấu, sinh tận An Lạc vì tâm thức vốn là không, do lượng An Lạc nên cấu nhiễm trở nên thanh tịnh, sau kiếp An Lạc nên dứt mọi khái niệm xa gần. Nhận biết về đời sống An Lạc nên luôn ca ngợi gốc không, đạo đức An Lạc nên mọi hành của mình đều tịch diệt, pháp đại thừa An Lạc nên mọi căn đều được gồm đủ, giải thoát An Lạc nên không còn thể có chúng sinh, pháp phương An Lạc nên mọi pháp đạo thuyết giảng là vô cùng, không chán An Lạc nên thọ nhận các pháp không hề biết mệt mỏi, văn tự An Lạc nên ghi sức ghi nhớ luôn mạnh mẽ không hề quên, pháp giới An Lạc nên các hành luôn đầy đủ, gốc pháp An Lạc nên ba la mật gốc là không, pháp tánh An Lạc nên dứt sạch mọi nẻo sinh diệt. Thời nguyện rộng lớn An Lạc nên đạo tánh và tự tánh là một, chân như An Lạc nên gốc thiện luôn gồm đủ, thân tịnh An Lạc nên luôn lìa sinh diệt để đạt gốc đến gốc không. Vô ngại An Lạc nên mọi nẻo qua lại đi đến đều thông đạt, pháp giới khởi An Lạc nên không vướng chấp vào ba chốn. Nếu có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà chi thọ đi độc tụng pháp An Lạc ấy thì liền có được đầy đủ 20 công đức về pháp các pháp môn tổng trì. Bồ Tát Tịnh Quán lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu có các vị thiện nam, thiện nữ có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới và mỗi chúng sinh đều xây dựng một ngôi tháp bằng bảy thứ châu báu thì không bằng các vị thiện nam, thiện nữ dốc tâm đọc tụng tụng pháp An Lạc ấy. Công đức phước báo của sự đọc tụng này là không thể nêu tính. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn đều nhờ tu tập pháp ấy mà thành tựu đạo quả. Nếu có các vị thiện nam thiện nữ xây dựng tháp miếu bằng bảy thứ châu báu để khắp trong tam thiên đại thiên thế giới thì không bằng các hàng thiện nam thiện nữ thọ trì độc tụng được thực hiện pháp An Lạc đó. Công đức phước báo của trường hợp này ta không thể lường tính đâu bày được. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Lành thay, lành thay, này vị tộc thánh tử, Bồ Tát đã có thể đứng trước Như Lai tạo được tiếng sư tử trống. Này vị tộc thánh tử, ý ông nghĩ sao? Nếu có các vị thiện nam thiện nữ thọ trì độc tụng pháp An Lạc này để khiến có được hàng xa chúng sinh thành tựu được năm giới thì phước ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không bằng các vị thiện nam thiện nữ đạt được pháp An Lạc vô tận tạng. Công đức phước báo của trường hợp này là không thể lường tính, gấp bội hàng trăm ngàn vạn lần
hàng vạn ức lần nhiều hơn, không thể dùng thí dụ để so sánh. Vì sao? Vì chỉ một hàng xa chúng sinh thành tựu được năm giới đều nhờ pháp an lạc ấy mà có được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tộc tánh tử, ý ông nghĩ sao nếu có một hàng xa chúng sinh thể đạt được năm thứ thần thông, thành tựu mọi nẻo hành hóa của năm pháp ấy, lại thêm dốc tâm tu tập năm giới và 10 điều thiện, thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Các bạch Thế Tôn, công đức phước ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không bằng các hàng thiện nam thiện nữ tọa trì độc tụng thực hành các pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là chẳng thể lường tính. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh đó đạt được năm thần thông, thể đều thành tựu là đều nhờ vào pháp an lạc kia mà có được đầy đủ các đạo quả phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tộc tánh tử, ý ông nghĩ sao nếu có một hàng xa chúng sinh thực hiện bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ hộ, hành bốn bậc thiền từ đệ nhất thiền đến đệ tứ thiền, nhớ nghĩ tự giữ lấy sự an vui bền vững, lại thực hành bốn pháp định không mà mới đều đầy đủ, thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Các bạch Thế Tôn, phước đức ấy là vô cùng nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không bằng các thiện nam thiện nữ tọa trì độc tụng thực hiện pháp an lạc ấy, công đức và phước báo trong trường hợp này là không thể nêu tính được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh thực hành bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ hộ, thực hiện bốn bậc thiền, luôn nhớ nghĩ giữa lấy sự an vui bền vững, thực hành bốn pháp định không là đều do nhờ pháp an lạc ghi và đạt được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tộc tánh tử, nếu có một hàng xa chúng sinh thảy đạt quả Tu Đà Hoàn, dứt trừ mọi vọng tưởng, tất cả thảy đều thành tựu thông đạt, thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy nhiều vô cùng. Đức Phật nói: Nhưng không bằng các hàng thiện nam thiện nữ tọa trì độc tụng thực hiện pháp an lạc ấy, phước báo công đức của trường hợp này là không thể nêu bày lượng tính được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia thấy đạt được đạo quả Tu Đà Hoàn và mỗi mỗi đều được thành tựu là đều nhờ vào pháp an lạc ấy mà có được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tập tánh tử, nếu có một hàng xa chúng sinh thể đạt quả Tu Đà Hàm, không còn mối hồ nghi nào và thể đều được thành tựu, thế thì phước báo công đức ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không bằng các hàng thiện nam thiện nữ tọa trì độc tụng thực hiện pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là không thể lường tính. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh đó đạt được quả Tu Đà Hàm, thành tựu được hết thảy cùng dứt mọi hồ nghi, đều nhờ pháp an lạc ấy mà đạt được đầy đủ các đạo quả phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tộc tánh tử, nếu có một hàng xa chúng sinh để đạt quả A Na Hàm, mọi sự việc đều thành tựu, dứt hồ nghi, thì phước báo công đức ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không bằng các vị thiện nam thiện nữ tọa trì độc tụng thực hiện pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là chẳng thể lường tính đối bài. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh đó để đạt được quả A Na Hàm, mỗi mỗi đều thành tựu và dứt hết hồ nghi, đều nhờ pháp an lạc ấy mà có đầy đủ các đạo quả phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Nếu có một hàng xa chúng sinh thể đạt đạo quả A La Hán mà mỗi đều thành tựu không còn hồ nghi, thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Nhưng không bằng các hàng thiện nam thiện nữ tọa trì độc tụng thực hiện pháp an lạc ấy, phước báo công đức trong trường hợp này là không thể nói bày lượng tính. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh đó thể đạt được đạo quả A La Hán mà mỗi đều thành tựu và chức sạch hồ nghi, đều nhờ vào pháp an lạc ấy mà có đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tộc tánh tử, nếu có một hàng xa chúng sinh thể đạt được đạo quả Bích Chi Phật
mọi mối đều thành tựu không còn hồ nghi thì bất báo công đức ấy được xem là diệu chăng. Bồ Tát tịnh quán tư kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, chứ không bằng các hàng tỳ nam tỳ nữ thọ trì đọc tụng thực hiện pháp an lạc ấy. Phước báo công đức trong trường hợp này là không thể nêu bày lường tính. Vì sao? Chỉ một hàng xa chúng sinh kia đạt được đạo quả với chư Phật, mỗi mỗi đều thành tựu không còn hồ nghi, đều nhờ pháp an lạc ấy mà có được đầy đủ các đạo quả phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh quán, này vì tập thánh tự, nếu có một hàng xa chúng sinh thành tựu được nhất trụ, thực hiện từ sự phát tâm dốc hướng đến đạo quả, tu tập 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không vô tướng vô nguyện, thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh quán thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nếu không bằng các hàng thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng thực hiện pháp an lạc ấy, phước báo công đức trong trường hợp này là không thể lường tính nếu bày. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia tại thành tựu nhất trụ, thực hiện từ phát tâm nhất đạt tới đạo quả, tu tập 18 pháp, 37 phẩm đạo và các pháp không vô tướng vô nguyện, mà mỗi đều thành tựu không còn hột nghi, là đều nhờ ở pháp an lạc ấy mà có được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh quán, này vị tập tánh tự, nếu có một hàng xa chúng sinh vượt qua địa thứ nhất và trụ nơi địa thứ hai, tu tập 8 pháp cùng 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không vô tướng vô nguyện, thế thì phước báo công đức ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh quán thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng các hàng tỳ nam tỳ nữ thực hiện pháp an lạc ấy, phước báo công đức trong trường hợp này là không thể nêu bày lường tính được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia đã vượt qua nhất trụ địa, trụ nơi địa thứ hai, tu tập 8 pháp cùng 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không vô tướng vô nguyện, mà mỗi đều thành tựu không còn hồ nghi, là đều nhờ vào pháp an lạc ấy mà có được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh quán, này vị tập thánh tử, nếu có một hàng xa chúng sinh vượt qua địa thứ nhất, địa thứ hai, trụ nơi địa thứ ba, tu tập 5 pháp tịnh, hành 5 pháp quán, cùng tu tập 8 pháp và 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không, vô tướng, vô nguyện, thế thì phước báo công đức ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh quán thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, nhưng không bằng các hàng thiện nam thiện nữ tu tập thực hiện pháp an lạc ấy, phước báo công đức trong trường hợp này là không thể lường tính ra bài hết. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia vượt qua hai địa trước, trụ ở địa thứ ba, tu năm pháp tịnh thực hành năm pháp quán, cùng tu 8 pháp, 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không vô tướng vô nguyện, mỗi mỗi đều thành tựu không còn hột nghi, đều nhờ ở pháp an lạc đó mà đạt được đầy đủ các đạo quả phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh quán, là vì tộc thánh tử, nó có hàng xa chúng sinh từ trụ địa thứ nhất, trụ địa thứ hai, trụ địa thứ ba và trụ nơi địa thứ tư, tu tập 4 pháp cùng thực hiện 7 pháp quán, 5 pháp tịnh, 5 pháp quán, tu tập 8 pháp, 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không vô tướng vô nguyện, thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh quán thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, như không bằng các vị thiện nam thiện nữ thực hiện pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là không thể đo tính hết được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia đã tu tập cùng thực hành các pháp vừa kể, mà mỗi đều thành tựu dứt sạch hết mọi hồ nghi, là đều nhờ vào pháp an lạc đó mà đạt được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát tịnh quán, này vị tộc tánh tử, như có một hàng xa chúng sinh trụ nơi địa thứ năm, tu tập 12 pháp, tâm ý dứt hết các hoặc, gánh vác công việc giáo hóa chúng sinh cùng tu 4 pháp, hành 7 pháp quán, tu 5 pháp tịnh, hành 5 pháp quán, cùng tu tập 8 pháp, 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không, vô tướng, vô nguyện, thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát tịnh quán thưa, kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói, như không bằng các vị thiện nam thiện nữ thực hiện pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là không thể đo tính hết được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia đã tu tập cùng thực hành các pháp vừa kể,
mỗi mối đều thành tựu dứt sạch hết mọi hồ nghi, là đều nhờ vào pháp anh lạc đó mà đạt được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tập thánh tử, như có một hàng xa chúng sinh đều ăn trụ nơi địa thứ sáu, tu tập thực hiện sáu pháp ba la mật, là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, nhất tâm và trí tuệ, tu 12 pháp tâm ý, dứt hoặc, gánh vác việc giáo hóa chúng sinh, cùng tu tập và thực hành bốn pháp, bảy thứ quán, năm pháp tịnh, năm pháp quán, tám pháp, 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không, vô tướng, vô nguyện, thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các vị thiện nam thiện nữ thực hiện pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là không thể nêu tính hết được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sanh kia an trụ nơi địa thứ sáu, tu tập cùng thực hành các pháp vừa kể, mà mới đều thành tựu dứt sạch hết mọi hồ nghi, là đều nhờ vào pháp an lạc đó mà đạt được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tộc thánh tử, nếu như có một hàng xa chúng sinh trụ nơi địa thứ bảy, đạt pháp không thoái chuyển, hành 13 pháp, chí nguyện hết sức kiên cố, sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt bốn pháp vô ý, bốn biện tài, hành sáu pháp ba la mật, tu tập 12 pháp tâm ý dứt sạch các hoặc, gánh vác công việc giáo hóa chúng sinh, cùng tu tập thực hành bốn pháp, bảy thứ quán, năm pháp tịnh, năm quán, tám pháp, 18 pháp, 37 phẩm đạo, các pháp không, vô tướng, vô nguyện, thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các vị thiện nam thiện nữ thực hiện pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là không thể nêu tính hết được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia trụ nơi địa thứ bảy, đạt pháp không thoái chuyển, chí nguyện kiên cố, sẽ đạt quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt bốn pháp vô ý, bốn biện tài, tu tập sáu pháp ba la mật, đã tu tập cùng thực hành các pháp vừa kể trên mà mới đều thành tựu không còn hồ nghi, là đều nhờ vào pháp an lạc đó mà đạt được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Này vị tộc thánh tử, như có một hàng xa chúng sinh trụ nơi địa thứ tám, vẫn chất ở trụ đồng chân, thành tựu được 12 pháp diệu cùng nơi, cùng với năm nẻo tuệ, tu tập 13 pháp, chí nguyện kiên cố, sẽ thành bậc tối chánh giác, đặt bốn chú ý, bốn biện tài, hạnh sáu pháp ba la mật, cũng như đã tu tập các pháp như trước, thế thì phước báo công đức ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước đức ấy là vô cùng nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các vị thiện nam thiện nữ thực hiện pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là không thể nêu tính hết được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia trụ nơi địa thứ tám, dẫn dàng giới trụ đồng chân, thành tựu được 12 pháp diệu, tâm ý dứt sạch hoặc, gánh vác việc giáo hóa chúng sinh, đã tu tập cùng thực hành các pháp như đã nêu trước, mà mỗi đều thành tựu dứt sạch hết mọi hồ nghi, là đều nhờ vào pháp an lạc đó mà đạt được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Đức Phật bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Là vị tập thánh tử, nếu có một hàng xa chúng sinh an trụ nơi địa thứ chín, thì đều vẫn chắc nơi đạo quả của mình, đạt được vô lượng thần đức với các nẻo hành hóa của Phật, hoàn toàn sẽ hết mọi trang buộc của các pháp, không còn trở lại con đường tu tập nữa, sẽ tiến tới thành Phật không còn thoái chuyển, thế thì công đức phước báo ấy được xem là nhiều chăng? Bồ Tát Tịnh Quán thưa: Kính bạch Thế Tôn, phước ấy là hết sức nhiều. Đức Phật nói: Như không bằng các vị thiện nam thiện nữ thực hiện pháp an lạc ấy, công đức phước báo trong trường hợp này là không thể nêu tính hết được. Vì sao? Vì một hàng xa chúng sinh kia an trụ nơi địa thứ chín, vững vàng với hạnh đồng chân, thành tựu được 12 pháp diệu, tâm ý dứt sạch hoặc, gánh vác công việc giáo hóa chúng sinh, cũng như vậy dân lạc khắp cả mười phương hàng xa chúng sinh đều đạt được các pháp như trên, cũng từ địa thứ nhất, địa thứ hai và đạt tới địa thứ chín, mà mỗi đều thành tựu dứt sạch hết mọi hồ nghi, là đều nhờ vào pháp an lạc đó mà đạt được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo. Nói chung là đều không bằng sự tu tập thực hành thực hiện pháp an lạc, vì công đức phước báo của nó là không thể nói bày lường tính nổi. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Tịnh Quán: Như ta hôm nay là bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bậc được tôn quý bậc nhất trong ba cõi,
kể cả trong khắp tam thiên đại thiên thế giới, nó có hiệu là thiên trung thiên, tất cả đều nhờ tu tập thực hiện pháp an lạc đó mà được thành tựu. Công đức phước báo thật không thể nào bày tính toán hết được. Nhờ đấy mà đạt được đầy đủ các đạo quả cùng phước báo thâm yếu. Bây giờ có một vị Bồ Tát tên là Biện Thông, liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, nó có các hàng thiện nam thiện nữ, tâm ý ưa thích muốn được tu tập pháp an lạc ấy thì phải thế nào? Hành theo pháp nào để thành tựu được ánh sáng của pháp an lạc đó? Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, này vị tập tánh tử. Nếu có các hàng thiện nam thiện nữ muốn được tu tập pháp an lạc ấy thì phải nên trừ bỏ vọng tưởng, không giấy thức vướng chấp, mọi niệm đầy đủ để thực hiện các pháp định, đi đến vô lượng thế giới trong mười phương, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn. Vì sao? Vì thấy đều cho không còn giấy thức chấp tưởng tham đắm, nhờ đấy mà đạt được các đạo quả cùng phước báo. Phẩm 23. Nhận sự khuyến hành của tôn giả Ca Diếp. Bây giờ Đức Phật bảo các vị tỳ kheo ni, ưa bà tắc, ưa bà di, các vị đại Bồ Tát và với các vị đông đảo đang có mặt nơi chúng hội này, là ai có thể nhận lấy công việc đứng trước Đức Như Lai nếu giảng về hữu hành vô hành, tới những cảnh cửa dẫn tới các trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn? Lúc này hết thảy đại chúng được nghe Đức Thế Tôn nói như vậy ta đều im lặng không đáp. Đức Thế Tôn liền phóng hào quang từ tướng lưỡi tỏa chiếu đến vô số vô lượng các quốc độ, khiến cho mọi chúng sinh nơi cõi ấy thể đều trông thấy ánh hào quang kia. Những người trông thấy ánh hào quang đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ về phương đông các cõi này mười ức hằng xa hằng hạ xa số, vượt quá số lượng ấy thì có một cõi Phật tên là Liên Hoa Tịnh. Đức Phật ở đấy hiệu là Tịnh Giác Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trông thấy Đức Phật Thích Ca Văn phóng hào quang lớn tỏa chiếu khắp các cõi Phật trong tam thiên đại thiên, tức thì bảo các quý vị Bồ Tát ở cõi ấy gồm 1.000.000 người cùng đi đến thế giới Ta Bà, tới chỗ Đức Thế Tôn cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và ngồi qua một bên. Về phương Nam, cách xa cõi này mười ức hằng hà xa số quốc độ chư Phật, có Đức Phật hiệu là Nhất Đạo, trông thấy hào quang của Đức Phật Thích Ca Văn tỏa chiếu, liền gọi các vị Bồ Tát ở cõi ấy gồm 8.000 vị đại sĩ đi đến thế giới Ta Bà, tới chỗ Đức Như Lai cung kính đi nhiều quanh Đức Phật 3 vòng rồi cũng an tọa qua một bên. Về phương Tây, cách cõi này 7 hằng hà xa thế giới chư Phật, có Đức Phật hiệu là Vô Ngại Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, trông thấy ánh hào quang của chư Phật Thích Ca Văn tỏa chiếu khắp chốn. Liên bảo 1.200 vị đại sĩ thấy đều là bậc đạt đầy đủ các pháp thần thông, hành vừa các cõi ma cũng đi đến cõi Ta Bà, tới chỗ Đức Như Lai rồi cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi an tọa qua một bên. Về phương Bắc, các cõi này 13 ức hằng hà sa số cõi cõi Phật tên là Như Tượng, Đức Phật hiệu là Chánh Ý Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, trông thấy ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, liền bảo 5 vạn vị Bồ Tát ở cõi ấy đều là bậc đạt độ 6 thứ thần thông diệu dụng cùng đi đến cõi Ta Bà, tới chỗ Đức Thế Tôn cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi lui ra ngồi một bên. Về phương Đông Bắc, các cõi này 8 hằng hà xa số, các cõi Phật tên là Trường Cấu, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Đẳng Hành Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong thấy ánh hào quang tỏa chiếu liền bảo các vị Bồ Tát ở cõi đó gồm 7.000 vị đại sĩ cùng đi đến thế giới Ta Bà, tới chỗ Đức Như Lai cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi lui ra ngồi một bên. Về phương Đông Nam, cách cõi này đến 3 ức cõi Phật, có một cõi tên là Tích Bảo, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Thiện Tích Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong thấy ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca tỏa chiếu liền sai 700 vị chánh sĩ đều là bậc đã đạt được tuệ trí tuệ vô ngại và các pháp thần thông cùng đi đến thế giới Ta Bà, tới chỗ Đức Thế Tôn cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi lui ra an tọa một bên. Về phương Tây Nam, các cõi này 10 hằng hà xa số quốc độ chư Phật, có cõi Phật tên là Nhất Tướng, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Đẳng Tuệ Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, trông thấy ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca tỏa chiếu
liền bảo 1.500 vị đại sĩ cùng đi đến thế giới Ta Bà, tới chỗ Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Về phương Tây Bắc, các cỡ này 14 ức hằng hà sa số quốc độ chư Phật, có một thế giới tên là Thanh Tịnh, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Chúng Đức Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong thế ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca tỏa chiếu, liền bảo 5.000 vị Bồ Tát cùng đi đến thế giới Ta Bà, tới chỗ Đức Thế Giới, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lui ra an tọa một bên. Về phương trên, các cõi này vượt qua thế giới chúng sinh, lại qua hai hằng hà sa thế giới, có cõi Phật tên là Phổ Từ, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Hoằng Đẳng Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong thể ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca tỏa chiếu, liền sai 5.000 vị Bồ Tát cùng đi đến thế giới Ta Bà, tới chỗ Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Về phương dưới, các cõi này 32 ức hằng hà sa số, có cõi Phật tên là Kiên Cố, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Bất Xả Hoàng Thể Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong thể ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca tỏa chiếu, liền bảo 10.000 vị đại sĩ ở cõi ta cõi này cùng đi đến chỗ Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lui ra an tọa một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn trông thấy đại chúng đã an tọa ổn định, liền nói với các vị có mặt nơi chúng hội rằng: Hôm nay ta sẽ thuyết giảng về pháp hữu hành, vô hành. Các vị phải hết sức lắng nghe, khéo suy nghĩ, ghi nhớ. Như có các hàng thiện nam thiện nữ, từ đạo quả Thôi Đà Hoàn cho tới quả A La Hán, nếu chưa đạt được kho tàng đạo tuệ của Như Lai, thì những vị đó xem như chưa đứng vào hàng các bậc giác ngộ. Lúc này, nơi tòa ngồi có chính vạn 2.000 vị A-la-hán đã dứt mọi vướng chấp, vốn từ các phương của nhiều thế giới khác đi tới thế giới Ta Bà này, là nhằm để được nghe Đức Như Lai thuyết giảng, giờ chịu pháp anh lạc hữu hành, vô hành. Nay nghe Thế Tôn đeo bày những lời dạy vừa rồi, cho rằng các hàng thiện nam thiện nữ, từ đạo quả Thô Đà Hoàng đến A-la-hán, nếu chưa đạt đến kho tàng đạo tuệ của Như Lai, thì các vị thiện nữ đó chưa được xem là ở vào hàng các bậc giác ngộ. Vì thế mà chính vạn 2.000 vị đắc đạo quả A-la-hán, các lậu đã diệt sạch, mọi trói buộc của phiền não đều được cởi bỏ, không còn thọ sinh trở lại, chưa lãnh hội được ý nghĩa lời dạy của Đức Thế Tôn. Bây giờ các vị tôn giả Đại Ca Diếp, A Nhã Câu Lân, Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Tân Đầu Lô, Ma Ha Ca Chiên Viên, Ly Việt Tu Bồ Đề, Mãn Nguyện Tử, cùng với 9.000 người, liền rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy cung kính đảnh lễ ngang chân Đức Phật, đi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, rồi thảy đều quỳ mọc cung kính thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, chúng con tuy đã đạt được 4 quả, thấu đạt 6 pháp thần thông, nhưng hãy còn chẳng bằng hàng phàm phu mới bắt đầu tu học. Sở dĩ như thế là vì hôm nay chúng con được nghe Đức Như Lai nói về kho tàng đạo tuệ tâm diệu, chẳng phải là cảnh giới chúng con có thể đạt đến. Kính mong Thế Tôn hãy nêu giảng rõ về pháp ấy, để cho những chúng sinh còn mê muội sâu dày có thể vĩnh viễn thoát khỏi mọi nỗi do dự. Lúc này Đức Thế Tôn im lặng không đáp. Tôn giả Đại Ca Diếp liền một lần nữa thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, chúng con những hàng A-la-hán tuy được gọi là đệ tử của Phật, nhưng nếu không được xem là ở vào hàng các bậc giác ngộ, thì đấy đều là do Như Lai, chứ chẳng phải là ở chúng con. Vì sao? Vì nếu như Đức Như Lai nêu giảng giáo pháp không có 3 thừa, thì chúng con lẽ nào chẳng thành tựu đạo quả vô thượng chánh giác sao? Làm sao Đức Như Lai không nhận là đã đứng vào hàng các bậc giác ngộ? Bây giờ tôn giả Đại Ca Diếp cùng với 9.000 vị A-la-hán thấy đều cởi những chiếc y ca sa nơi mình, buồn thảm che mình xuống đất khóc than. Ngay lúc ấy khắp các quốc độ trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới hiện đủ số cách chấn động. Chư Thiên, Long Quỷ Thần, A-tu-lân, Ca-lu-la, Chân Đà La, Ma-hu-lạc, Ca-đạp-hòa, Nhân Phi Nhân thấy đều cho là điều lạ lùng chưa từng có. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn cởi bỏ mối hồ nghi nơi tâm ý của mọi người, liền đưa cánh tay phải đỡ lấy tôn giả Đại Ca Diếp ngồi dậy, cùng khiến cho các vị khác an tọa lại như trước. Đức Thế Tôn liền đọc bài kệ: Nẻo Như Lai gốc không, kho đạo tuệ bậc nhất, các độ trí vô lượng dần nhập cõi Như Lai, đạo lớn không 3 thừa, huống có 4 đạo quả,
Quán tịnh như hư không, là trưởng lão Ca Diếp. Ta nay quán tâm ấy, chẳng có cũng chẳng không, biến hiện nhiều vô lượng, không đời thể lớn Phật. Từ xa xưa đến nay, tu anh lạc thần túc, sáu độ pháp rộng lớn, nào có hiệu thanh văn. Cõi Phật không bến bờ, nếu hành hóa không đồng, nếu khiến chúng sinh ngờ, cho đạo chỉ từng ấy. Lúc này nơi toàn ngồi có bao số chúng sinh nghe Đức Như Lai nói xong bài kệ ấy thì thấy đều phát tâm tin tưởng vui thích muốn được nghe pháp thâm diệu của Pháp Tàng Đạo Tuệ sâu xa, nên đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại có vô số chúng sinh tâm được cởi mở, đạt được đầy đủ tính hành phẩm 24 pháp hữu hành vô hành. Bây giờ Bồ Tát Vô Đảnh Tướng liền rời chỗ ngồi đứng dậy để trần phải bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con có thể xin nhận lấy công việc đứng trước Đức Như Lai để nói về pháp hữu hành vô hành. Đức Phật nói: lành thay, này bị tập tánh tử, nếu có thể nêu bày pháp ấy thì ngay thì lúc này là rất thích hợp. Bồ Tát Vô Đảnh Tướng thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu có các vị đại Bồ Tát lãnh hội tối đạt về gốc không thì đó là hữu hành. Gốc không như nhiên không tịch không hành tướng, đó là vô hành. Các vị Bồ Tát lần lượt nếu bày. Bồ Tát Quảng Tấn nói: Hiện ra cõi Phật với những thần túc để giáo hóa chúng sinh, đó là hữu hành. Chẳng thấy có quốc độ cùng chúng sinh được hóa độ, đó là vô hành. Bồ Tát Tri Sinh thưa: Niết bàn tịch tỉnh không còn sinh diệt, đó là hữu hành. Chẳng thấy có niết bàn cùng hình tướng của niết bàn, đó là vô hành. Bồ Tát Pháp Bảo nêu: Thuyết giảng đạo và chẳng phải đạo, đó là hữu hành. Chẳng phải có đạo cũng chẳng phải không có đạo, đó là vô hành. Bồ Tát Tịnh Diệu thưa: Thực hiện pháp quán thanh tịnh, đó là hữu hành. Cũng chẳng thấy có pháp quán thanh tịnh ấy, đó là vô hành. Bồ Tát Thú Đạo thưa: Thấy được thần lực của Phật, đó là hữu hành. Con chẳng thấy Phật cũng chẳng thấy thần lực, đó là vô hạnh. Bồ Tát Phổ Thí Thừa: Thực hành việc nhập định, đó là hữu hạnh. Chẳng thấy việc tu tập cũng chẳng còn thấy nhập định, đó là vô hạnh. Bồ Tát Nguyệt Quang Chiếu nói: Nhận thấy thân tướng Phật có trong khắp cõi tam thiên đại thế giới, đó là hữu hạnh. Chẳng còn thấy Phật cùng với mọi tướng tốt, đó là vô hạnh. Bồ Tát Ai Thế Thừa: Con thấy có ta, tôi, thọ mạng, đó là hữu hạnh. Không còn thấy có tòa mạng, cũng chẳng còn thấy có tôi ta, đó là vô hạnh. Bồ Tát Vô Ý nêu: Thuyết pháp không tưởng chấp về pháp, đó là hữu hạnh. Không còn thấy pháp, chẳng phải không có pháp, đó là vô hạnh. Như vậy là các vị đại Bồ Tát đối với pháp hữu hạnh vô hạnh liền đạt được đầy đủ pháp an lạc của Bồ Tát. Bồ Tát Vô Lượng nói: Có thể đi quá hạn lượng của Phật mà không thể đến giới hạn, đó là hữu hành. Chẳng còn thấy có hạn lượng, cũng chẳng thấy chẳng phải hạn lượng, đó là vô hành. Bồ Tát Tâm Niệm thưa: Dục sẽ bắt thần thông đi đến các quốc độ chư Phật không thể tự khen ngợi đề cao. Vì nếu thần thông của mình, đó là hữu hành. Chẳng còn thấy có quốc độ, cũng có chốn tiếp độ, đó là vô hành. Bồ Tát Hiền Hộ nêu: Có thể hóa tất cả thảy là hình tướng Phật, đó là hữu hành. Không thấy có sự biến hóa cũng như không thấy có Phật, đó là vô hành. Bồ Tát Vô Biên Tế nói: Cõi Phật là vô lượng, các pháp tổng trì không hề quên, đó là hữu hành. Gốc là không có pháp tổng trì, cũng không có tam bảo, đó là vô hành. Bồ Tát Thường Bi thưa: Thấy có những chúng sinh phát tâm đại thừa, đó là hữu hành. Không còn thấy có đại thừa, cũng không có đạo, đó là vô hành. Bồ Tát Bất Tư Nghị thưa: Phật là chẳng thể nghĩ bàn, chánh pháp cũng vậy, pháp chẳng thể nghĩ bàn, thọ báo cũng thế, đó là hữu hành. Chẳng còn thấy có nghĩ bàn, cũng chẳng thấy có chẳng thể nghĩ bàn, đó là vô hành. Bồ Tát Chư Toàn thưa: Tuệ không là một, chẳng phải là chẳng có tuệ, đó là hữu hành. Tuệ cũng là hư tịch, chẳng có tuệ cũng chẳng không có tuệ, đó là vô hạnh. Bồ Tát Pháp Tạo thưa: Như Lai là một,
Có chân cũng như vậy, đó là hữu hành. Chứ con thấy có Như Lai cũng chẳng thấy có cõi chân. Không một, không phải một. Không phải không một, đó là vô hành. Bồ Tát Thiện Quyền nói, tuệ quán nhận rõ hết thảy các pháp, đó là hữu hành. Không còn thấy có tuệ quán, cũng lại không còn có các pháp, đó là vô hành. Bồ Tát Vô Diệu Đẳng thưa, một tướng vô tướng, đó là hữu hành. Không còn thấy có tướng, cũng không thấy vô tướng, đó là vô hành. Như thế, các vị Đại Bồ Tát đã nói về pháp hữu hành, vô hành, để có thể đạt được đầy đủ các pháp an lạc Bồ Tát. Bồ Tát Công Huân nói, chẳng thấy có sinh, cũng chẳng thấy không có sinh, đó là hữu hạnh. Sinh cũng là vô sinh, vô sinh cũng là sinh, đó là vô hạnh. Bồ Tát Giác Ngộ thưa, hữu thường, vô thường, đó là hữu hạnh. Chẳng còn thấy có thường, cũng chẳng thấy vô thường, đó là vô hạnh. Bồ Tát Thành Tựu thưa, chẳng tạo hành thân, cũng không có chốn vướng chấp, đó là hữu hành. Không còn thấy có tạo tác, cũng không thấy không có tạo tác, đó là vô hành. Bồ Tát Nguyện Lạc nói, chẳng tạo hành khẩu, cũng không có chỗ tham vướng, đó là hữu hành. Không còn thấy có tạo tác, cũng chẳng thấy không có tạo tác, đó là vô hành. Bồ Tát Vô Xứ Sở thưa, không tạo hành ý, cũng không có chỗ vướng mắc, đó là hữu hành. Không còn thấy có tạo tác hay không tạo tác, đó là vô hành. Bồ Tát Vô Ngại Trí nêu, giác ngộ về pháp không có chốn giác ngộ, đó là hữu hành. Không thấy có giác ngộ là cũng không giấy tưởng là có chúng sinh, đó là vô hành. Bồ Tát Hương Tích nói, thông tỏ đạo gốc là không, pháp tánh không khác, đó là hữu hành. Chẳng còn thấy có đạo hay pháp tánh, đó là vô hành. Bồ Tát Chuyển Pháp Luân thưa, nơi gốc cây Bồ Đề tuyên giảng thông suốt về bốn đạo quả chứng đắc, đó là hữu hành. Thuyết pháp không giấy tưởng về pháp, cũng không còn thấy có bốn đạo quả, đó là vô hành. Bồ Tát Tự Quán nêu, thuyết giảng về năm âm là sắc, thống, tưởng, hành, thức là không, đó là hữu hành. Không còn thấy có năm ấm với những thành hoại, đó là vô hành. Bồ Tát Chúng Trí nói, thực hiện quán với bốn ý chỉ để nhận biết trong ngoài thảy đều không, đó là hữu hành. Nhận rõ gốc của ý chỉ là không, từ chốn nào lại đến cũng không có chốn tới, đó là vô hành. Bồ Tát Đa Văn Thưa, tu tập các pháp cho đến 37 phẩm đạo, đó là hữu hành. Không còn thấy có sự dốc suốt tu tập cũng hết thảy các pháp, đó là vô hành. Bồ Tát Pháp Thân nêu, nhận thấy tất cả các pháp là có động chuyển hay không động chuyển, đó là hữu hành. Không còn thấy có động chuyển hay chẳng động chuyển, đó là vô hành. Bồ Tát Vô Nộ nói, hết thảy các pháp là như nhiên, quán pháp cũng thế. Quán pháp là như nhiên, hết thảy các pháp cũng thế. Đó là hữu hành. Các pháp là gốc là không, cũng không có pháp quán, cũng không có quán pháp, đó là vô hành. Bồ Tát Thượng Thủ nêu, phân biệt tuệ của Phật, nhận biết tính chất hư tịch, đó là hữu hành. Quán tuệ thâm diệu của Phật, bản tánh là như nhiên, cũng không có tên gọi, đó là vô hành. Bồ Tát Đạo Nghị thưa, thông tỏ về năm phần pháp thân, không hề xa lìa, đó là hữu hành. Mỗi mỗi quan sát về tự tánh tự đó là không hình, cũng không có sinh diệt, đó là vô hành. Bồ Tát Bản Tòa nói, tất cả các pháp đều không có chỗ dựa cậy, không dựa cả trong ngoài không, đó là hữu hành. Đó trong ngoài không cùng hết thảy các pháp, chẳng thấy sinh cũng chẳng thấy diệt, thể đều không chút tham chấp vướng mắc, đó là vô hành. Bồ Tát Quyền Hiện nêu, đi đến khắp chốn lễ bái cúng dường cho Phật, không thể có cõi Phật thanh tịnh cùng chúng sinh bất thanh tịnh ham thích việc xấu ác, đó là hữu hành. Không còn thấy các bản thân mình cùng các quốc độ chư Phật với bao sự tốt xấu trong đục, đó là vô hành. Bồ Tát Vô Tượng Trước Thưa, các pháp không loạn động, an nhiên không dời đổi, không xem khổ vui là thường vô thường hoặc tốt đẹp hoặc xấu xí, đó là hữu hành. Vô lượng trí tuệ thấy quy về không, chẳng còn thấy có loạn định khổ vui tốt xấu, đó là vô hành. Bồ Tát Đại Từ nói, không thấy các pháp có hướng tới hay không hướng tới, đó là hữu hành. Vĩnh viễn không có hướng tới, cũng chẳng thấy nẻo hướng ấy, đó là vô hành.
Bồ Tát Nhẫn Hành nêu: Tỏ thông về không, do tướng do nguyện, cùng giới hư không, thức giới, chân như là nhất tánh, đó là hữu hành. Không, do tướng do nguyện cũng là không, không cũng là không, do tướng do nguyện cũng không báo ứng, đó là vô hạnh. Bồ Tát Bảo Chưởng Thưa: Thực hiện một pháp định ý, rồi tất cả mọi ý nghĩa của chư Phật cùng đều hành hóa với các phép tắc, đó là hữu hành. Tuy nhập thiền định nhưng hoàn toàn lìa bỏ hình tướng của các pháp, đó là vô hạnh. Bồ Tát Hỷ Khánh nêu: Cội rễ của Bồ Đề là tự nhiên sinh diệt, không còn biết nẻo do đâu sinh diệt của chúng, đó là hữu hành. Quán cội rễ của Bồ Đề tự chúng là không có hình tướng mầm mống, hoàn toàn là không sinh diệt, đó là vô hạnh. Bồ Tát Quán Tấn nói: Giữ gìn giới luật không sai phạm, cũng không thấy có sự sai phạm, đó là hữu hành. Gốc vốn không giới luật, cũng không có sai phạm. Bản tánh là như nhiên, đó là vô hạnh. Bồ Tát Thường Hỷ Thưa: Nhận rõ 12 pháp môn giải thoát, đó là hữu hành. Chẳng còn thấy có giải thoát, cùng các pháp bảo, đó là có sinh có diệt, đó là vô hạnh. Bồ Tát Tuyên Xướng nêu: Pháp sinh, khổ sinh, gốc là không có nơi chốn, đó là hữu hành. Nhận biết của gốc của khổ mà cũng chẳng còn thấy cõi ấy, đó là vô hạnh. Bồ Tát Thu Đạo nói: Đạo lớn nhất là nhất tướng, niết bàn vô hình, không còn thấy chí dốc cầu đạo vô thượng, đó là hữu hành. Nếu diễn giảng đạo pháp không còn thấy tính chất tinh vi, pháp giới tự nhiên không thể chuyển đổi, đó là vô hạnh. Bồ Tát Giảng Pháp Thưa: Chốn tạo lập đạo pháp chẳng thể nghĩ bàn, tuy có chốn uế trượt nhưng xem như không có nơi chốn ấy, đó là hữu hành. Thấu đạt năm tịnh cùng với năm trọc là tánh hư, chẳng phải thật cũng không có chốn có, đó là vô hạnh. Bây giờ do số hàng hạ sa quốc số các vị Bồ Tát trong mười phương, mỗi mỗi vị đều lần lượt nêu bày về pháp hữu hành vô hạnh, xong thì trở lại an tọa nơi chỗ cũ. Lúc này Tôn giả Đại Ca Diếp liền ra chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục cho ngay ngắn, đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con cũng xin nhận lãnh việc diễn nói về pháp hữu hành vô hành. Nếu được thấy Đức Thế Tôn chấp nhận thì mới dám bày tỏ. Đức Phật bảo Tôn giả Đại Ca Diếp: Hiện nay đại chúng đông đảo ở đây đều hết lòng ngưỡng mộ Tôn giả từ lâu, nếu có thể nêu bày về các pháp ấy thì chính là lúc này. Tôn giả Đại Ca Diếp thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu có các hàng thiện nam thiện nữ phụng trì giới luật đúng đắn, tu tập 12 pháp đầu đà khó đạt, không hề thất thoát dù là mảy may, cũng không giấy tưởng sinh tâm thị phi, thì đấy nên gọi là hữu hành bậc nhất. Tôn giả Đại Ca Diếp lại thưa với Đức Phật: Như các hàng thiện nam thiện nữ dốc hết mọi ý niệm chuyên tinh không hề quên, có thể giảng diễn đạo pháp, chí hướng luôn thể hiện sung mãn, cho đến khi thành Phật cũng không thay đổi thể nguyện lớn, đấy cũng được gọi là hữu hành bậc nhất. Tôn giả Đại Ca Diếp lại thưa với Đức Phật: Nếu lại có các vị thiện nam thiện nữ tinh tấn học hỏi tu tập pháp môn thiền quán, đối với mọi tuệ thông không hề có sự vướng chấp, chỉ mong cầu đạo pháp đều khiến luôn vui vẻ, là có thể dẫn dắt chỉ rõ con đường chánh pháp, theo tâm người đi trước để đạt được quả như sở nguyện. Những người cầu pháp đại thừa thì chí nguyện được thành tựu, không khiến bị rơi rớt nơi những khó khăn trở ngại nửa chừng. Như lại muốn đạt đạo quả bất chí Phật thì lại cũng hỗ trợ để đạt giải thoát, đấy cũng được gọi là hữu hành bậc nhất. Tôn giả Đại Ca Diếp lại thưa với Đức Phật: Nếu có các hàng thiện nam thiện nữ muốn được tu tập pháp vô hành ấy, đối với tất cả những chúng sinh có gốc rễ tội lỗi sâu dày, khó có thể cứu độ vì những kẻ gây nên tội lỗi ấy, cùng với con không có duyên do để được hóa độ, nhưng Đức Thế Tôn của con luôn nêu bày một cách tinh tế huyền xảo, dẫn tới các phương tiện thích hợp, biết rõ nẻo tạo tác của đối tượng nhằm tạo nhân duyên, khiến mọi đối tượng đều đội ơn che phủ đùm bọc, đó là vô hành. Tôn giả Đại Ca Diếp lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ gốc không có đạo tâm, ở nơi hàng phàm phu để có thể được dẫn dạy trao truyền,
Khi vào tâm Bồ Đề, rốt cuộc đã thành tựu đạo quả, không nửa chừng bị rơi vào trong hai địa đó là vô hạnh. Kinh bạch Thế Tôn, lại nữa đã có các hàng thiện nam, thiện nữ, từ vô số kiếp đã tích lũy công đức, cùng phát thệ nguyện hết sức rộng lớn. Nếu ta thành đạo tại một quốc độ nào đấy mình đang sống, được gặp gỡ vị thánh nào đấy đối với các đệ tử theo hầu cận cũng đều như vậy. Nhưng các vị thiện nam thiện nữ ấy đã trái với sở nguyện của mình, vì giữa chừng gặp bậc hiền thánh của Đức Phật ra đời, nó liền theo Đức Phật đó mà đạt được giải thoát, đó là vô hạnh. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca Diếp, đại vị trưởng lão, hãy nên thận trọng. Tôn giả hiện chưa phát huy được tâm rộng mở hướng tới tầm cao để luận định ra bài vấn đề này. Vì sao? Vì đây là vấn đề giữ vững cùng đạt được căn lực của hàng đại Bồ Tát. Như thế mà hãy còn chưa nêu bài đầy đủ giải pháp hữu hành vô hành. Huống nội Tôn giả lại quá chú trọng vào những tiểu tiết, thì làm sao có thể nói bài thấu đáo được? Điều ấy là không thể được. Xin Tôn giả hãy trở lại chỗ ngồi của mình và giữ lấy uy nghi như trước. Lúc này Tôn giả Đại Ca Diếp mặt mày biến sắc, cảm thấy hổ thẹn, liền lãnh lễ ngang chân Phật rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Bây giờ trưởng lão A Nhã Câu Lân lại rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con đã xin nhận lấy việc đứng trước Đức Như Lai để nói bày rõ về pháp hữu hành vô hành. Đức Phật nói: Lành thay, này vị tập tánh tử, nó chính là lúc trưởng lão nêu nên bày tỏ nhận xét đắc của mình. Trưởng lão A Nhã Câu Lân thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu có các hàng tiện nam tiện nữ tu tập tam chánh đạo, ở trong tam pháp ấy không hề giấy hoặc nghi, đó là hữu hành. Nhưng lại có các vị thiện nam thiện nữ tu tập đạt được vô lượng pháp tuệ, nhận ra tám pháp thảy là không chúng có, gốc vốn không có một pháp nào, huống hồ là có tám pháp chánh, không có tên gọi các pháp, cũng không có sự tích chứa, đấy nên gọi là pháp vô hành tối thắng bậc nhất. Kính bạch Thế Tôn, lại nữa như các hàng thiện nam thiện nữ, đối với bốn pháp thiền hành, mỗi mối đều tư duy, ý luôn tập trung không phân tán, ý gắn chặt nơi sáng suốt không làm mất các pháp thích hợp, tức đạt được đạo quả không còn hoài nghi. Kính bạch Thế Tôn, đó là pháp hữu hành bậc nhất. Nếu lại có các hàng thiện nam thiện nữ, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng đều an tọa ngay ngắn để tư duy về các pháp vô hình, chẳng còn thấy có sự phát sinh vì gốc không có manh mối, mọi danh hiệu đều là dối trá, chẳng phải thật, chẳng phải có, đấy nên gọi là pháp vô hành. Trưởng giả A Nhã Câu Lân lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như các vị thiện nam thiện nữ nhận rõ về tuệ không, tâm dứt mọi vướng mắc về không, vì đối với không mà mong cầu không thì giấy tưởng điên đảo, đó là hữu hành. Nhưng đối với tuệ không, không sinh cấu nhiễm, không giấy vọng kiến cùng từng ấy ý tưởng, vì gốc nó là không gốc, huống chi sẽ có hiện tại, đó là vô hành. Kính bạch Thế Tôn, lại nữa, nếu như các hàng thiện nam thiện nữ thực hiện pháp định ý không tịch, tư duy về nẻo tuệ sáng, tâm được giữ vững bền chắc không hề tăng giảm, đó là hữu hành. Nhận rõ sáu tình trong ngoài đều không có chủ thể, gốc không có sáu tình, huống nay lại có thức, thức chẳng phải ba đời, cũng không tam đắm ba cõi, đó là vô hành. Lúc này trưởng lão A Nhã Cô Lâu nói về pháp hữu hành vô hành của đại Bồ Tát xong, liền đảnh lễ ngang chân Phật. Đức Phật nói: lành thay, này vị tập tánh tử, trưởng lão đã tuyên giảng thông suốt pháp thâm diệu của Như Lai, thật là kỳ diệu, đặc biệt chưa từng có. Trưởng lão hãy trở lại chỗ ngồi của mình với mọi ý nghĩ như cũ. Bây giờ Tôn giả sẽ lại phát liền rời chỗ ngồi đứng dậy, sẽ lại pháp phục cho chỉnh tề, đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con vốn âm giữ mối hồ nghi đã lâu, hôm nay muốn được nêu hỏi. Kính bạch Thế Tôn chỉ dạy đầy đủ. Đức Phật bảo Tôn giả sẽ lợi Phất: Làm thay, này bị tập tánh tử, nhưng muốn theo bày điều mình muốn hỏi thì bây giờ thật là đúng lúc. Như Lai sẽ mỗi mỗi giải đáp rõ điều Tôn giả hỏi. Tôn giả sẽ lợi Phất thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là hữu hành vô hành? Như Thế Tôn dạy, hiện nay tạo tác là hữu hành, gốc không là vô hành. Nay xin hỏi Đức Như Lai, là từ hữu hành đến vô hành
nên gọi là vô hành. Chăng? Vì hữu hành là thường có, vô hành là thường không, nên mới gọi là vô hành chăng? Như nói về hữu hành thì những điều mà tôn giả đã có giúp nói bày về hữu hành là không có sai lầm. Còn giả sử là vô hành thì là không thể ngôn giáo. Làm sao dùng vô ngôn để làm pháp giáo hóa, khiến trở thành tôn ngôn giáo được? Kinh Bạch Thế Tôn mà mọi phân biệt rõ. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Này tôn giả Xá Lợi Phất, thực tánh của hữu hành là không chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kinh Bạch Thế Tôn, thực tánh của hữu hành là không như không. Đức Phật lại hỏi: Này vị tộc tánh tử, vậy thì tánh không của vô hành là thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất: Kinh Bạch Thế Tôn, tánh không của vô hành tức là tánh không của hữu hành vậy. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Nếu như tánh không của vô hành tức là tánh không của hữu hành, thì sao tôn giả Đại Ca Diếp như đã nêu bày chỉ nói về hữu hành, không nói về hữu hành không, không nói về vô hành, cũng không nói về tánh không của vô hành? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật: Kinh Bạch Thế Tôn, thế nào là tánh không của hữu hành, thế nào là tánh không của vô hành? Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Tôn giả hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, ghi nhớ, ta sẽ vì tôn giả mà nếu mà diễn nói rõ hơn về ý nghĩa ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kinh Bạch Thế Tôn, con xin cố gắng lãnh hội. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Này vị tộc thánh tử, thân đầm ấm cho bốn đại thành tựu, rời bỏ nơi gốc sinh ra chúng sinh như vậy, như nhận thức hình sắc bên ngoài, từ trong nhãn thức tôi dấy lên phiền não. Nhận độ thức ấy là chẳng từ bên ngoài đến, cũng không phát xuất từ bên trong, do thức phân biệt nên mới sinh ra mối lo ấy. Này bị tộc tánh tử, ý không nghĩ sao pháp giới của năm ấm là như thế chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy, tại do nhãn thức dấy lên các phiền não. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Này vị tộc tánh tử, ý không nghĩ sao? Như người có học thức tư duy và nhãn thức để phân biệt phiền não là gốc từ đâu đến và do đâu mà diệt, là muốn biết được nơi chốn chứa giấu phiền não, điều ấy được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kính bạch Thế Tôn, không thể được. Nhãn thức là vô hình, không thể nhìn thấy được. Đức Phật nói: Đúng như thế, này tôn giả Xá Lợi Phất, đó được gọi là tánh không của hữu hành. Lại nữa, nếu có các thiện nam thiện nữ ở nơi không lìa không, chẳng nhiễm thức không, tâm hoàn toàn dừng lặng, không dấy tưởng chấp, im lặng dứt mọi ngôn từ, thì đấy được gọi là tánh không của vô hành. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Như các hàng thiện nam thiện nữ tai nghe âm thanh bên ngoài, mũi thì ngửi hương, lưỡi thì nếm vị, đều từ bên ngoài, thân thì nhận biết sự từng trải bên ngoài và nỗi vui bên trong, ý pháp thì nhận rõ các hành bên ngoài, tư duy về tất ấy không từ bên ngoài đến, cũng chẳng xuất phát từ bên trong, do vọng phân biệt nên mới giải khỏi mối lo lắng. Này vị tộc thánh tử, như thế thì pháp giới của năm ấm là như thế chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy, đấy là do thức pháp mà sinh cái thứ phiền não. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Này vị tập tánh tử, như người có học thức tư duy về pháp thức, nhận rõ phiền não là từ đâu lại và do đâu mà diệt, là muốn biết được nơi chốn chứa giữa phiền não, điều ấy được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Kinh bạch Thế Tôn, không thể được. Pháp thức là vô hình, không thể trông thấy. Đức Phật nói: Này tôn giả Xá Lợi Phất, đúng như vậy, đó được gọi là tánh không của hữu hành. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Như các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi không xa lìa không, chẳng nhiễm thức không, ý hoàn toàn tịch tỉnh, không giấy tưởng chấp, an nhiên dứt mọi lời, cũng không đã bày giảng chạy, đó được gọi là tánh không của vô hành. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: Phàm tánh của các pháp là thường trụ không biến đổi, pháp khởi thì khởi, pháp diệt thì diệt, khởi cũng không rõ do đâu mà khởi, diệt cũng không rõ do đâu mà diệt. Như người có trình độ hiểu biết mà quan sát điều ấy, thì cũng không thấy có khởi hay diệt. Vì thế nên gọi là Như Lai gốc không. Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, với 10 tôn hiệu gồm đủ, vượt mọi ràng buộc của ba cõi,
là bậc tôn quý bậc nhất trong cõi trời người. Nếu có các hàng thiện nam thiện nữ chấp tâm thọ trì đọc tụng pháp hữu hành vô hành hết sức thâm diệu ấy là gốc của các pháp, thì liền đạt được đầy đủ mọi hình tướng trí tuệ giác ngộ. Lúc Đức Phật nói về pháp hữu hành vô hành này xong, thì có tới 100 ức na thuật chúng sinh đã đều rời bỏ hành gốc để phát tâm nguyện kiên cố, giúp tiến tới Phật thừa không hề thoái chuyển, đã có vô số chư thiên và chúng nhân thế gian đều đạt được pháp nhẫn rời bỏ hàng phàm phu. Bây giờ Thế Tôn Đại Tôn giả Đại Mục Kiền Liên lại rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ rồi thưa với Đức Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, con cũng xin được nhận lãnh việc nêu bày giảng nói về pháp hữu hành vô hành chẳng thể nghĩ bằng ấy. Đức Phật nói: Lành thay, này vị tục tánh tử, nếu Tôn giả muốn giảng nói về pháp ấy thì hiện giờ là rất thích hợp. Tôn giả Mục Kiền Liên thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, nay được nghe Đức Như Lai nêu bày tổng quát về các pháp hữu là hữu hành vô hành, thì nhân sự quan sát và chia xét của con về chánh pháp của Như Lai thì chẳng phải hàng thanh văn như con là hữu hành vô hành. Sở dĩ như vậy là vì hàng đệ nhất duyên giác của các căn đã thuần thục là chẳng mong muốn đạt được chánh giác bình đẳng để con đối với Như Lai tức là vô hành vậy. Nếu khiến Đức Như Lai muốn rời bỏ biển tuệ cùng số trừ các trí để mong làm hàng đệ tử duyên giác, thì Như Lai đối với con là vô hành vậy. Đức Thế Tôn nói: Tất cả các pháp đều là hư, là tịch, không sanh diệt, gắn bó hay lìa dứt. Xét kể như thế thì sao lại hạn chế cho rằng hàng đệ tử duyên giác là không ở vào hàng các cái bậc giác ngộ? Điều này càng khiến cho chúng con và 9.200.000 người thể đều là hàng đạt được lục thông, tăng thêm hồ nghi bội phần. Đức Thế Tôn nói: Pháp của ta bà là hết sức rộng lớn, không có bờ bến bờ, không vướng mắc vào nẻo tôi ta hay chấp có chúng sinh. Nếu là như thế thì Như Lai hôm nay đối với pháp giới thanh tịnh rõ ràng là có sự thiếu sót vậy. Bây giờ Đức Tôn bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Lành thay, lành thay, này vị tập thánh tử, Tôn giả đã có thể ở trước Như Lai nếu bày thông suốt về vấn đề ấy. Ta nay sẽ hỏi Tôn giả và Tôn giả sẽ mỗi mỗi trả lời ta. Tôn giả Mục Kiền Liên thưa: Kính bạch Thế Tôn, con xin vâng lời. Đức Phật hỏi: Này Tôn giả Mục Liên, hành có báo ứng chăng? Tôn giả Mục Liên thưa: Kính bạch Thế Tôn, hành có báo ứng. Đức Phật hỏi: Thế nào là có báo ứng của hành? Tôn giả Mục Liên thưa: Kính bạch Thế Tôn, tùy theo duyên đổi, tạo điều thiện thì báo ứng thiện, tạo điều ác thì báo ứng ác. Đức Phật lại hỏi: Thế nào là tạo điều thiện thì báo ứng thiện, tạo điều ác thì báo ứng ác? Tôn giả Mục Liên thưa: Kính bạch Thế Tôn, ba đường ác, tám nạn chứ bao sự khảo tra đánh đập, đó là báo ứng ác. Niết bàn tịch tỉnh dứt hẳn sinh diệt, đó là báo ứng thiện. Đức Phật lại hỏi Tôn giả Mục Liên: Này vị tập tánh tử, thế thì hiện tại Như Lai gốc không có bị chi phối theo báo ứng chăng? Tôn giả Mục Liên thưa: Kính bạch Thế Tôn, không có. Đức Phật hỏi: Này vị tập tánh tử, Như Lai vô thượng chánh giác, thân hình có màu sắc vàng rồng, các tướng hảo đầy đủ, đó là do báo ứng gì? Tôn giả Mục Liên thưa: Kính bạch Thế Tôn, về báo ứng nơi hình chất của Như Lai với các tướng tốt chẳng phải là báo ứng của Niết Bàn. Đức Phật hỏi: Tôn giả đã thể nhập Niết Bàn chăng? Làm sao biết được làm điều thiện thì báo ứng thiện và cho đó là báo ứng của Niết Bàn? Tôn giả Mục Liên đáp: Tất cả các pháp thấy đều là giả hiệu, chẳng phải chân thật. Chỗ gọi là Niết Bàn ấy cũng là giả hiệu. Vì vậy mà nói Niết Bàn theo hướng làm thiện được thiện. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Như là đối với Tôn giả tức là vô hành, nó cũng là giả hiệu, chẳng phải chân thật. Tôn giả muốn đạt được đạo quả vô thượng chánh giác, đối với chỗ đạt được của Như Lai tức là vô hành, cũng là giả hiệu. Ở trong pháp giả hiệu ấy mà muốn phân biệt hữu hành vô hành, điều ấy là không thể được.
Lúc Đức Thế Tôn giảng về pháp giả hiệu ấy, thì có đến chín ức chúng sinh dốc phát tâm, giới thệ nguyện rộng lớn, vui thích mong muốn đạt được pháp hữu hành vô hành an lạc của hàng Bồ Tát. Lại có vô lượng chúng sinh đạt được các pháp môn tổng trì, ba ức chúng sinh dứt sạch các lậu tâm ý cởi mở, chứng đạo quả A-la-hán. Bây giờ tôn giả Tân Đầu Lô lại rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con cũng xin được nhận lấy việc nói bày về pháp hữu hành vô hành an lạc của Bồ Tát, giúp cho các hàng thiện nam thiện nữ theo đấy mà tu tập. Đức Thế Tôn nói: lành thay, này vị tộc tánh tử, nếu có thể nói bày về pháp ấy thì hiện giờ thật là đúng lúc. Tôn giả Tân Đồ Lô thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, như các vị thiện nam thiện nữ ở nơi quả sơ thiền phân biệt năm ấm, với sự phơi bày những cái xấu ác bất tịnh ở trong ấy tư duy không hề tham đắm vướng mắc, đó là hữu hành, như nhập pháp định ý quán tưởng về năm ấm ấy là không chúng có, là hư chẳng phải thực, quán thân của kẻ khác lại cũng như thế, đó là vô hành. Kinh bạch Thế Tôn, lại nữa, như các hàng thiện nam thiện nữ thân hiện ở chỗ không uế, từ chỗ bất tịnh mà sinh ra, đó là hữu hành, quán tưởng một cách sâu xa về gốc ngọn của đối tượng để nhận rõ là không, đó là vô hành. Kinh bạch Thế Tôn, như các vị thiện nam thiện nữ ở nơi đạo quả nhị thiền đạt được đầy đủ bốn hành, đó là vô hành, là hữu hành, thấu đạt về nhị thiền tận cùng đã quy về không, đó là vô hành. Kinh bạch Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ tự mình có thể khai mở sự giác ngộ để giáo hóa các loài chúng sinh, xua trừ làm thanh tịnh tâm đã từng giấy tưởng bất tịnh, đó là hữu hành, thông tỏ được tâm tưởng tịnh gốc là không chúng có, đó là vô hành. Kinh bạch Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ tư duy về tam thiền để dứt trừ các thứ phiền não, không tự đề cao mình về những công việc để thực hiện được, đó là hữu hành, chẳng còn thấy có phiền não cùng công việc tu tập thành tựu hay chẳng thành tựu, đó là vô hành. Kinh bạch Thế Tôn, lại nữa, như các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi đạo quả tứ thiền tư duy về năm ấm, ý luôn gắn bó không hề quên mất, đó là hữu hành, nhận rõ tứ thiền hoàn toàn dứt mọi khổ vui cùng các thứ trói buộc vướng mắc, đó là vô hành. Như vậy là các hàng thiện nam thiện nữ đã thực hiện các pháp quán tịch tỉnh về pháp hữu hành vô hành an lạc của hàng đại Bồ Tát. Tôn giả Tân Đầu Lô nói bày pháp hữu hành vô hành ấy xong thì trở lại chỗ ngồi cũ của mình. Bây giờ Tôn giả Đại Ca Chiên Viên liền rời chỗ ngồi đứng dậy cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi đến trước Đức Phật thưa: Kính bạch Thế Tôn, con nay cũng xin nhận lấy việc đứng trước Đức Như Lai nếu giảng về pháp hữu hành vô hành, giúp cho những chúng sinh đương theo đấy mà tu tập, như các hàng thiện nam thiện nữ đối với 16 hành của bậc giác ngộ không hề giấy hồ nghi, đó là hữu hành, tư duy về mọi trói buộc vướng chấp tánh gốc vốn là không, cô không có trói buộc vướng chấp tánh gốc vốn là không, cô không có tên gọi về 16 hành của bậc giác ngộ, đó là vô hành. Tôn giả Đại Ca Chân Viên lại thưa với Đức Phật: Như các vị thiện nam thiện nữ đã dứt trừ sạch ba độc là tham dâm giận dữ si mê, nhưng biết rõ tâm niệm của chúng sinh hoặc tâm vô minh hoặc tâm không vô minh, hoặc tâm ái dục hoặc tâm không ái dục, hoặc tâm giận dữ mưu hại hoặc tâm không giận dữ mưu hại, thầy thấy đều phân biệt không chút nhầm lẫn, đó là hữu hành. Như các hàng thiện nam thiện nữ quán tưởng nhận biết ba độc ấy gốc là không thực có, không thấy chúng sinh sanh diệt, thể đều vô hình hư tịch, đó là vô hành. Tôn giả Đại Ca Chân Viên lại thưa với Đức Phật: Như các vị thiện nam thiện nữ đối với mọi kết hợp của các thứ kết xử đều khiến vượt qua trọn vẹn, cũng không tạo tác hay giới khởi các thứ phiền não trở lại, đó là hữu hành. Đối với mọi thứ kết xử không thấy có việc vượt qua trọn vẹn hay chẳng vượt qua trọn vẹn, cũng không tạo tác hay giới khởi sinh mối lo lắng về phiền não, đó là vô hành. Như thế là các hàng thiện nam thiện nữ đã thực hiện pháp hữu hành vô hành an lạc của hàng Bồ Tát. Tôn giả Đại Ca Chân Viên ở nơi trước Đức Phật nếu giảng về pháp hữu hành vô hành ấy xong cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Bây giờ Tôn giả ly biệt liền rồi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ và thưa: Kính bạch Thế Tôn, con cũng xin nhận lấy việc nếu giảng về pháp hữu hành vô hành an lạc của Bồ Tát. Đức Phật bảo Tôn giả ly việc có thể nhận lấy việc thuyết giảng và pháp ấy
thì tôn giả cứ lần lượt nêu bày. Tôn giả Ly Viện thưa kính bạch Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi pháp vô sinh vượt qua khỏi nẻo sinh tử, không thể có sự vượt qua ấy, đó là hữu hành, hội nhập vào cảnh giới niết bàn, không tướng tịch nhiên hữu vô hình, không còn có tưởng về chúng sinh, đó là vô hành. Kính bạch Thế Tôn, lại nữa, như các hàng thiện nam thiện nữ đạt được giới luật của bậc hiền thánh, nhận lấy từ các đạo quả cho đất tu tập 12 pháp, đó là hữu hành. Nếu quán hết thảy các pháp gốc do nhân duyên hợp, đến lúc tụ lúc tan, thông tỏ tận cùng là chẳng sinh cũng lại không nhận lấy sở chấn đắc, đó là vô hạnh. Lại nữa, như các hàng thiện nam thiện nữ đối với chư Phật Thế Tôn và những giáo pháp đã thuyết giảng như các pháp khổ tập diệt đạo, là kho tàng quý giá của bậc hiền thánh, giúp tu tập tiến tới cảnh giới niết bàn, không còn các pháp sinh diệt, đó là hữu hành. Không còn thể có các pháp đạo phẩm của hiền thánh cùng cảnh giới niết bàn, đó là vô hành. Như thế là các hàng thiện nam thiện nữ đã thực hiện các pháp hữu hành vô hành an lạc của bồ hàng bồ tát. Bây giờ tôn giả Tu Bồ Đề lại rời chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và thưa: kính bạch Thế Tôn, con cũng xin nhận lãnh việc nêu giảng về pháp vô hành hữu hành an lạc của bồ tát. Như các hàng thiện nam thiện nữ, từ gốc không hành đến nhất thiết trí, quán tượng thông tỏ mọi đối tượng vô hình chẳng thể nhận thấy, đó là hữu hành. Chẳng còn thấy gốc không nơi sinh ra các pháp, kể cả pháp an lạc của bồ tát cũng như vậy. Chẳng thấy pháp an lạc của bồ tát cũng chẳng thấy chẳng phải pháp an lạc của bồ tát, đó là vô hành. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi tôn giả Tu Bồ Đề: nay vị tập thánh tử, tôn giả đã dựa vào những lý lẽ nào để cho rằng đây là pháp an lạc của bồ tát, kia chẳng phải là pháp an lạc của bồ tát? Tôn giả Tu Bồ Đề thưa: kính bạch Thế Tôn, nếu như các hàng thiện nam thiện nữ đối với pháp cứu cánh không sinh tưởng đoạn diệt hay giấy tưởng thường còn, đó là pháp an lạc hữu hành của bồ tát. Như các hàng thiện nam thiện nữ đối với pháp gốc không, trong các pháp thảy không, nội không ngoại không, còn không giấy không diệt, không chúng sinh đạo không, niết bàn không, hết thảy các pháp đều là không như không, đó là pháp an lạc vô hành của Bồ Tát. Tôn giả Tu Bồ Đề lại thưa với Đức Phật: kính bạch Thế Tôn, như các hàng thiện nam thiện nữ đạt được pháp định ý không, ý thanh tịnh đối với pháp luật của các bậc hiền thánh, thì đều có được đầy đủ tất cả nơi chốn xuất phát các pháp, từ đạo quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật lên tới đạo quả Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả thảy đều được trang nghiêm đầy đủ con đường niết bàn giải thoát, đó là pháp an lạc hữu hành của đại Bồ Tát. Nếu lại có các hàng thiện nam thiện nữ tu tập 55 pháp hư không chánh yếu, mà mỗi đều nhận rõ tôi không giống rỗi, thể quy về không, đối với không chỉ hết các pháp trong ấy, không còn sinh diệt gắn bó đoạn lì, đó là pháp an lạc vô hành của đại Bồ Tát. Lúc tôn giả Tu Bồ Đề nêu giảng về tánh của pháp hữu hành vô hành là pháp an lạc của các vị đại Bồ Tát, thì có tới 13 ức chúng sinh vốn đã phát tâm hành đạo Bồ Tát, gốc theo cùng ý của Như Lai, từ đấy bắt đầu kiến lập đạo tâm. Nhưng rồi về sau, đến giữa chừng, thì sinh trệ nại biến nhát. Nay được nghe trưởng lão Tu Bồ Đề thuyết giảng các pháp là hư tịch, không sinh diệt, không tham đắm hay đoạn lìa, khi các vị ấy đều trở lại giúp hết tâm ý để phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, giúp cầu tìm lại gốc của thệ nguyện, nhằm thành tựu được pháp hữu hành vô hành an lạc của Bồ Tát. Bây giờ tôn giả Bân Đậu Phân Đà Ni Tử liền rời chỗ ngồi, đứng dậy đi đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ ngang chân Phật rồi quỳ mọp chắp tay thưa: kính bạch Thế Tôn, con cũng xin nói bày về pháp hữu hành vô hành. Như các hàng thiện nam thiện nữ tư duy phân biệt pháp tánh là hành không, đối với các pháp không giấy tâm tôi ta, đó là hữu hành. Ý được thu giữ nên luôn an định, tâm như hư không, không tham đắm ba cõi, đó là vô hành. Như các hàng thiện nam thiện nữ giảng luận về các pháp với tâm vô sinh diệt, gia pháp tam muội kim cang vượt khỏi địa thứ tám, đi bỏ gốc rối rắm, đó là hữu hành. Như các vị thiện nam thiện nữ đạt được ý tịch diệt vượt thoát, lấy đó làm pháp an lạc trang nghiêm nơi thân, nhằm tiêu tới đạo quả vô thượng bồ đề, không lấy việc thành Phật cho là khoái lạc, tuy ở nơi chúng sinh mà không cho là đau khổ, tâm kiên cang ấy không gì có thể hủy hoại được, đó là pháp hữu hành vô hành an lạc của bồ tát.
Như thế là lần lượt có tới 9 vạn 2.000 vị A-la-hán đã dứt sạch các lậu, mà mỗi vị đều tuyên giảng thông suốt về pháp an lạc hữu hành vô hành của Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.